Đấy, các em cứ nhìn chị Hiếu hỏi nhá, có phải ban cả người yêu lẫn chồng đi để đu theo. Ơi. Ê, cảm ơn em. Đây. Chị đang quay đấy. Chụp mọi người vào chụp tập thể một cái đi. Ăn được của mì ăn được của mì đó đấy. Chị nhiều cái thứ này mà em đi tăng cân lên chả hiểu. Tao có bụng mệt lắm. Tao có bụng mệt lắm. Tao có bụng mệt lắm. Tao Đài nhắn chị là bỏ thuyền đen quân rồi, đăng ship là quân đài nè. À thế ạ, quân đài ạ. Có định nói gì không? Đài, I miss you. Lên đi, chị quay đi. Cứ đứng thẳng lên em ạ, cứ đứng thẳng lên thế đẹp hơn. Phải tự hào về điều đấy chứ. Ôi, sắc nét quá. Xinh quá à. Chị chưa biết thích em. Dạ. Em thích là gì? Linh Nguyễn ạ. Em thích avatar mặt em mà chị. Nhưng mà ở ngoài xinh hơn trong đấy thì sao? Dạ. Ở ngoài xinh hơn trong đấy thì không nhận ra. Nè. Sao? Không nghe gì. Sao đi. Chào tí quay. Vào đi. Anh em nhà này. Người mẫu đây kìa. Anh không có độ đâu. Ok, anh không độ đâu. Ok. Trời, tim chân dài. Đây. Em ơi. Máy nào? Vương ơi, quay đây đi. Quay giữa đi. Đứng ra giữa đây em ơi. À, để đây. Để chị lao vào đây bây giờ đấy.
em cũng sẵn máy ảnh rồi, chị cứ lau rồi thôi. Làm trước đi, mời chị làm xong rồi. Chị làm trước đi. Tháng tư còn show nào không em? Chị đi gì? Chị đi lấy chồng đúng không? Cái gì đây? Anh có thẳng cái đôi đẹp đấy ơi. Ngọc ơi nói lại đi, chị quên tia, quên lời rồi. Và đi cứ vào đi, tìm nữa rồi sao em? Anh ơi, con xin nhật em. Đúng. Chúc lại. Ba, mấy chị đưa lên tay của anh. Ok, chụp hết luôn. Mấy người nhỉ? 4 người nhá. Chị không biết, cứ lên đi. Chụp cái đi. Chụp cái đi. Chụp đông đông ấy. 3-4 người ấy. Ảnh hai nhiều quá rồi. Chính rồi. Phải đưa bàn. Con ơi, tháng 4 này có show nào không em? Mọi người đang nhớ em quá. À, Sài Gòn đi sao ta? Cả vào Sài Gòn à? Chị sẽ đi cả hai show. Anh ơi, chào anh, chào em anh ơi. Hỏi em đang làm gì đấy? Thiếu tình cảm quá, ôm lại đi nào. Đó. Mọi người đang bảo chân Quân hôm nay dài thế này. Xin bên cạnh. Xin bên cạnh, xin anh bên cạnh, biết anh nào không biết. Lên nhỉ? Ừ. Lên thôi. Để em chụp. Ở đây hai đứa. Đi đi, đi. Một người vào chụp một cái. Đi vào đi. Đúng rồi, sẽ hết giấy đấy, hết backdrop đấy. Sang ngắm lại đẹp nào. Ơ, hôm nay không mang người đi à? À. Còn thay xinh là đẹp thôi. Thank you.
Em chụp chưa? Vào đi, không có đến lúc thế hả? Kia, thanh niên, có mấy thanh niên con trai chồng của các ấy, chồng của các bạn đến đấy, đến cổ vũ cùng. Hôm nay bé không tấu hài nữa à, để chị quay. Không hài, em từ đầu em đứng ngay rồi. Chị quay trên kẹo. Ừ. Chê hỏi em nè. Hôm nay được khoảng hơn 30 người hoa bi ạ. Cho tôi clip ôm, tôi cũng có. Nào, clip ôm. Máy quay có tâm vào một tí nhá. Vâng. Chị muốn ôm kiểu gì nào? Cứ quay đi. Bỏ bịt mặt ra Phương. Đến có. Bỏ bịt mặt ra. Bỏ bịt mặt ra, bỏ bịt mặt ra. Anh Quân đứng thẳng lưng đi cô. Bỏ bịt mặt ra. Trông như là bị thương á. Trông quật đắng á. Này chồng nhìn thấy chứ nào. Về chồng đánh chết. Về chồng đánh nhá. Block, block rồi. Mọi người ơi, vợ Thủy có xinh không? Vừa chụp cùng Quân đấy. Ôi giời ơi. Vợ Thủy xin chào Jay Daisy nha. Đi em quay nhá. Chị chưa biết quay là cái, làm cái gì. Không cần chụp, cần quay thôi. Nhưng quay. Mà lên đây ta cũng được quay. Cái bà này. Ta đang kêu gì. Bây giờ vào hỏi ship tiền nào đi. Hả? Vào hỏi ship tiền nào đi. Thủy đến ôm em, giúp em một cái nữa nè. Ok, chờ tí nha. Vợ Thủy sẽ ôm hộ vợ lành. Em đi thực hiện cái màn phỏng vấn. Ừ, được. Đó, vào đi chị ấy cho. Để em tự anh ơi, vợ đài bảo em bảo vợ Thủy ôm hộ.
Trời ơi. Để em phỏng vấn nhá. Anh Quân ơi, em phỏng vấn anh một tí được không? Theo như nguồn tin em được biết thì đem Giang và support idol Đức Lương, anh có cảm nhận như thế nào? Không, em chị Đại bảo chị Đại à, đi bắn à? Theo như nguồn tin được biết thì chị Đại bảo là không muốn nhìn mặt Quân nữa. Em nghĩ thế nào về thuyền đen Giang? Chị nói to thêm lần nữa nhá. Mày, anh nghĩ sao về thuyền Quân Thủy ạ? Đẹp 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 đẹp, hơi hợp lý đấy anh. Thủy Quân hay hơn. Không, Thủy Quân với hai trong Quân Thủy thôi. Có ảnh của em không? Có ảnh của Quân không? À. Quân ơi, em ở đây là trong chương trình nguyên số 1 nhá. Không, số 2 thôi, sau chồng. Chưa có chồng thì mới là số 1. Bổ mắt à? Ngay bổ mồm. Cho trẻ con đó. Cho trẻ con đó. Cộng xúc xích. Anh Quân ơi, tại sao anh lại dùng sô-cô-la để trả cho hai cụ già ở nhà khi đem ít đến? Nhưng mà xúc xích của chị Quân cũng cầm rồi, Quân là người của chị trước. Cầm trước. Cầm ngược cũng được. Lại mấy nhiêu? Không được. Đúng. Mẹ học video của tao rồi, tự nhiên phải. Không được. Hai ơi,
Nó chạy từ đời nào rồi? Nó sợ quá nó trốn anh ơi. Anh ôm, hình như mình chưa được ôm đen bao giờ, chứ biết cảm giác như nào. Bye nha. Táo giòn không? Em thơm à? Chà đấy. Mẹ như này đây con. Con kia. Trời ơi, em có dáng phê vé vào bầu xô phết hả ơi? Đây là công thần của bọn chị đấy, công thần đấy. Đâu một tấm, một tập xề ra đấy. Vé đâu?